thử thách xem là chỉ với 54 ngàn tiền mặt mình sẽ ăn được những món gì ở chợ Tí Hoa nha. Hi. Ơi, dễ thương. Con khơi được. Trời ơi, đừng có gì là rót nhầy. Dạ. 12 ngàn. Em một chai Revive. Ây da, lú quá. Đưa bạn muốn đi. Khai bán cho chuyến food tour này bằng món bún mắm 10 canh. À, không chỉ có bún mắm thôi đâu, còn cả bánh tan vàng nè, bánh hỏi, bánh bèo, bánh ướt, canh lá thì sẽ dao động từ 10 canh cho đến 15 canh. Mắm nêm của cô thì ngon nha. Linh hồn của món này là mắm, cho nên là chỗ nào mắm Okala là mình ưng á. Nhưng mà đặc biệt nha, bạn nào thích ăn cay là sẽ rất là mê luôn. Mình thì kêu chỉ có một phần bún mắm thôi để bụng ăn món khác, chứ người dân ở đây là ăn một món chưa đầy cái nơi đâu cũng phải kêu thêm. Quay qua cái sạp chè này thì mình đoán lại chắc mọi người không còn xa lạ gì nữa đâu ha. Chè cô Thúy đồng giá 5 canh. À không, mọi người muốn mua nhiều thêm thì vẫn được luôn. Ngày mình đi ăn á thì lúc ăn mình có ngồi đếm thử là bao nhiêu loại chè. Nếu mà mình nhớ không nhầm thì đâu đó gần 20 loại chè có tại quầy cô Thúy luôn. Hỏi chị thì chị có chỉ một cái chỗ bán bánh canh mà một hồi xưa luôn 10 ngàn. Giờ đi tìm thử nha. Lúc mình ăn chè thì mình có hỏi chị là chị biết chỗ nào bán đồ ăn mà lâu đời không? Thế là chị mới chỉ mình đến chỗ này nè. Chưa? Ba trả lời là lâu rồi con, bán hơn 50 năm rồi. Mình order tô bánh canh 10 cành vừa ăn vừa hóng chuyện nè. Chàng biết ăn là con bụng cho nha. Bà thuộc địa Phú Yên tự tin chia sẻ với mọi người rằng là ẩm thực vùng miền của quê mình không kém cạnh gì các nơi khác đâu nha. Hè này nếu có cơ hội đến Phú Yên du lịch thì nhớ ghé chợ Lầu ăn thử đồ ăn ở đây nha. Giờ thì bye bye.